đốt son nồi đèn chiên thanh la bình hương bình hoa không ai đốt son nồi đèn chiên thanh la bình hương các kiểu không. Ông ơi, ông làm ơn cho con hỏi thăm một chút, hôm rày ông có gặp một người nào trạc ngoài 50 tuổi có hàm râu quai nón, tên gọi là Chu không ông? Không, tao không có gặp người nào hết á. Khoan đã, ông ơi, thiệt là khổ cho con. Con theo thầy học nghề thợ đốt mấy tháng nay, không may hôm trước đi qua rừng, thầy trò lạc nhau, tìm suốt mấy ngày không gặp. Ông ơi, có cách nào giúp con không ông? Giúp à? Ta giúp ngươi cách nào bây giờ? Dạ, xin ông hãy giúp con. Con đã biết chút đỉnh về nghề đốt rồi, ông cứ cho con đi theo đi. Con xin lãnh phần gánh gồng và hầu hạ Chu Tất cho ông. Chỉ cốt được ông truyền thêm ít nghề, ngoài ra con không đòi hỏi gì cả. Ta thấy anh còn trẻ người non dạ lắm. Xin ông hạ cố thương cho con. Tay chân của ngươi có vẻ vụng về, dễ yếu ớt như thế này chắc là không hợp với nghề đúc này đâu. Thôi đi tìm nghề khác mà học đi nghe không. Ông ơi, trông con như vậy nhưng mà khỏe lắm. Với lại con đã học được chút đỉnh về nghề đúc rồi. Xin ông cứ cho con đi theo đi. Nếu con phụ việc không được và hầu hạ sơ suất thì lúc đó ông đuổi con đi cũng không muộn. Để coi. Cũng được. Thôi được rồi, ngươi nói ta biết, người thầy trước của ngươi á đã dạy cho ngươi đúc được những gì rồi? Dạ, thầy của con dạy được hai món thôi ạ. Thứ nhất là đúc người già thành người trẻ, thứ hai là đúc người xấu thành người đẹp. Nè nè nè, mày nói cái gì lạ vậy? Tao chưa nghe điều này bao giờ. Dạ thưa ông, thiệt đó. Cách đúc người này cũng dễ thôi, không khó khăn nặng nhọc gì cả. Chỉ nhờ vào mấy bộ khuôn của thầy con để lại. Đây, thầy lại đây xem. Dạ thưa ông, cách đúc người này cũng dễ thôi, mà lại được nhiều tiền. Mỗi chuyến, ông đúc son nồi nhiều lắm, 4 năm quan là cùng. Nhưng mỗi chuyến, thầy của con đúc người thì được vài trăm quan là chuyện thường. Nè nè nè, tự tay em đúc có được không hả? Dạ được chứ. Thầy của con đã cho con tự tay đúc nên chắc chắn là con làm được. Tốt lắm, ta nhận ngươi làm đệ tử. Dạ đội ơn sư phụ, con xin nguyện hết lòng phục vụ sư phụ. Được rồi, bây giờ ta tạm ngươi cái công việc đúc son nồi. Dạ. Để làm việc đúc người thử xem sao. À, ngươi nên nhớ, nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu trách nhiệm là ngươi chứ không phải là ta, nghe rõ chưa? Thầy cứ yên tâm đi, không sao cả. Nghe ta hỏi nè. Nè, thầy cũ của ngươi trước kia rau hàng như thế nào hả? Dạ rau như vậy nè. Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ ơi. Ôi dính rồi, con cá lớn quá bà ơi. Ông lúc nào cũng may mắn hết nha. Tôi đã cố tình để sát cần câu của tôi với cần câu của ông, vậy mà nó không cắn câu tôi, nó lại đi cắn câu của ông chứ. Có gì đâu mà lạ, là vì nó biết á là tôi sẽ nhường nó cho bà, cho nên bởi vậy nó mới cắn câu của tôi. Ông này kỳ thiệt. Chứ không phải sao? Từ ngày mà mình cưới nhau tới giờ có gì mà tôi không nhường cho bà đâu. Vậy mà từ đó tới giờ tôi chưa lo được cho ông cái gì hết trơn á. À bà ơi, ví dụ như con cá này là con cá thần, nó nói với mình nghe là thả nó ra thì nó sẽ cho mình một điều ước. Vậy theo bà ước cái gì? Điều ước hả? Ôi, điều ước à? Ông ơi, tôi sẽ ước hả? Cho tụi mình trẻ lại như hồi mới cưới, chịu không? Lúc đó hả, tôi sẽ hả nhường tất cả những gì ông đã nhường cho tôi. Không, tôi nói cho bà nghe, dù mà mình có trẻ lại
thì tôi cũng nhường cho bà mà. Thôi, tôi nhường cho ông hả? Không, tôi nhường cho bà. Không, tôi nhường cho ông mà. Tôi nhường cho bà. Ai muốn đúc người già thành trẻ, người xấu thành đẹp hơn? Ai muốn đúc người già thành người trẻ, người xấu xí thành người đẹp hơn? Ai muốn đúc người già thành người trẻ, người xấu xí thành người đẹp hơn? Bà đỡ tôi nghe không? Ông dịnh tôi nè. Hai chú dừng lại coi. Dạ, chào hai cụ. Hai cụ cần gì ạ? Chào hai chú. Dạ. Hai chú rao cái gì mà nghe lạ vậy? Dạ, cũng như đúc nồi cũ thành nồi mới thôi. Nhưng đây là đúc người xấu xí thành xinh đẹp, già yếu như hai cụ á thành trẻ và khỏe. Hai chú nói chơi hay nói thiệt? Chúng tôi không gạt hai cụ đâu. Nếu như hai cụ muốn, chúng tôi sẽ đúc cho hai cụ trẻ lại như trai gái 17. Thiệt vậy sao? Dạ thiệt chứ. Ra đây tôi nói cho bà nghe. Bà thấy sao? Tôi nghĩ họ nói thiệt đó ông à. Liệu bà có dám thử để cho họ đúc không? Tôi hả? Ừ. Còn ông thì sao? Tôi sẽ thử nếu bà đồng ý cùng thử với tôi. Sợ gì mà không thử. Với lại sống với cái tuổi già này tôi chán quá ông à. Bà nói đúng. Ta thử một phen xem sao. Nếu có chết thì cũng không có gì để tiếc. Còn nếu được trở thành trai gái 17 thì không có gì sung sướng cho bằng, phải không bà? Ông lại nói chuyện với người ta đi. Nè nè, nếu mà tôi đồng ý đúc á thì hai chú tính giá cả làm sao? Dạ, mỗi cụ là 200 quan, phải có cơm ăn, chỗ ở cho hai thầy trò tôi. Ngoài ra phải có đầy đủ củi để đốt, một chảo lớn, một phòng kính, tuyệt đối không ai nhìn vào. Nếu mà làm được á thì 200 quan cũng không có tiếc. Nhưng mà rủi chết người thì sao? Dạ, nếu như chết người thì chúng tôi xin đền mạng. Tôi sẽ viết giấy cơm đoan với cụ và đem ra làng xác nhận. Vậy tôi đồng ý. Hai chú đi theo tôi. Dạ. Mời hai cụ vào đi. Vô đi bà. Bây giờ cụ ông hay cụ bà đúc trước đây? Sao? Nước đã sôi rồi, hai cụ quyết định nhanh đi cho. Bà, từ hồi mới cưới tới giờ cái gì tôi cũng nhường cho bà trước hết. Là bởi vì tôi rất thương bà. Bà hiểu không? Hiểu. Vì vậy hôm nay cũng vậy thôi, tôi nhường cho bà đúc trước. Ông à, tôi rất cảm ơn lòng tốt của ông chứ gì. Từ trước tới giờ cái gì ông cũng nhường cho tôi đúng trước, thì bây giờ tôi cũng phải biết nhường cho ông một lần. Thôi ông đúc trước đi. Không, bà đúc trước đi. Ông đúc trước đi. Thôi, tôi nhường. Ai đúc trước cũng vậy thôi. Bây giờ để khỏi mất thời gian, hai cụ cho phép tôi tự quyết định vậy. Xin mời cụ bà ra ngoài, nhường chỗ cho cụ ông đúc trước.
Tôi đúc trước hả? Ông bà, đúc trước ông ơi. Bà đừng bỏ tôi nha bà. Bà ơi nghe ông. Cụ nhắm mắt lại và quay vào tường. Nhắm mắt lại quay vào tường. Mà thường nào vậy ông chết còn gì? Thì con muốn ông ấy chết mà. Thầy lại đây phụ con một tay đi. Hả? Bộ tính nấu thiệt hả? Cũng như nấu gan nấu thép vậy thôi. Nữa là có thể đổ vào khuôn được. Thành công rồi thầy ơi. Phụ con một tay thầy. Lại đây, lại đây, lại lên. Hả? Đây là 400 lạng bạc. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Nhờ hai anh mà vợ chồng tôi trẻ lại như khi xưa. Xin cảm ơn hai cụ. Xin cảm ơn hai anh chị. Bây giờ thầy trò chúng tôi xin cáo lui. Dạ, chúc thầy trò hai anh lên đường may mắn ạ. Dạ. Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai muốn đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Thank you.
Đây là phần của thầy trong lần đúc vừa rồi, con chỉ xin giữ lại chút ít thôi. Ngày mai thầy trò ta qua đúc cho mụ vợ của bá hộ Lý. Bà ta hứa sẽ trả 500 quan nếu đúc cho bà ta trẻ và đẹp nhất làng. Thôi thầy đi ngủ cho khỏe, sáng mai ta đi làm sớm. Mà sao lâu quá vậy? Được không? Được chưa? Xin ông cứ yên tâm chờ đợi, một chút nữa thôi bà nhà sẽ trẻ đẹp ngay mà. Đợi hơn 2 ngày 2 đêm là còn gì? Người hứa với ta chỉ 1 ngày thôi, vậy mà tới bây giờ cũng chưa có chuyện gì hết. Vậy là sao? Bây giờ ông phụ tôi ăn, khiêng cái tấm khuôn ra rồi ông sẽ thấy điều kỳ diệu. Ghê quá. Đi lẹ lên. Nào lên đi. Đi. Nhanh lên nè. Đứng lên đi chứ. Đứng lên. Như rùa đi, nhanh lên coi.
Đi mau lên. Đằng kia có cái quán kìa, tụi mình ghé kiếm chút rượu uống đi. Ờ được á. Đứng lên. Đi. Lẹ lên. Nhanh lên. Chết mày. Lẹ lên. Ngồi xuống đó đi. Chủ quán đâu? Dạ. Dạ, kính chào quý khách. Cho một bình rượu đồ nhắm đi. Nhanh lên nha. Có ngay. Dạ có ngay. Mày nó muốn chết. Cho ăn uống gì hết á. Cho nó tụ đục xương. Dạ đây. Mời quý khách ạ. Ủa. Chú ơi, chú thương tình cho tôi xin hớp nước đi chú. Tôi khát quá chú. Làm ơn làm phước mà chú. Chú ơi. Chú anh còn sống sao? Hả? Tôi lại anh. Xin anh hãy tha tội cho tôi. Cũng vì tham lam mà tôi làm điều ác đức, nên cuối cùng phải mang họa vào thân. Tôi thấy tội của tôi lớn lắm. Xin anh đã ra tay cứu giúp làm cho vợ của bá hộ lý sống lại. Nếu không tôi sẽ bị bay đầu. Anh hãy cứu tôi lại anh mà. Tôi lại anh. Tôi lại anh. Ta là Khổng Lồ, thánh tổ của nghề đúc đây. Ta không ngờ người lại gian ác đến như vậy. Dạ. Trăm lại Đức Thanh, ngàn lại Đức Thánh, con đã biết tội lỗi của con rồi. Bây giờ con rất ân hận vì chuyện đã làm. Xin Đức Thánh rộng lòng từ bi mà tha thứ cho con một lần. Con hứa là không bao giờ có tái phạm nữa. Đáng lẽ ra ta còn trị tội ngươi nặng hơn nữa. Nhưng nay ta thấy ngươi tỏ lòng hối hận, ta tha cho. Từ nay phải biết làm ăn lương thiện và trở thành người thợ đúc chân chính. Nghe chưa? Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chuyện gì vậy? Cho hỏi thăm, ông thợ đúc đâu rồi? Nằm kia! Chú! Tôi thật xin lỗi chú! Bà vợ tôi á, bà trẻ đẹp lại rồi! Bà đây nè, chú nhìn thử coi. Trẻ đẹp không? Thiệt cũng nhờ công lao của chú, cho nên bây giờ bà vợ tôi mới được trẻ đẹp như vậy đó chứ. Hồi tối hôm qua tôi có hơi nóng nảy, thành ra tôi đối xử với chú hơi quá, xin chú thứ lỗi. Bây giờ cái chuyện thành rồi, vợ chồng tôi có món tiền gửi chú theo cái thỏa thuận á. Dạ xin chú nhận cho. Chú đừng ngại, đừng phụ lòng vợ chồng tôi mà. Nhận đi chú. Tôi không dám nhận đâu. Quầy. Tôi không dám nhận đâu.